Và trong clip tiếp theo buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 4 tháng 1, Việt Vinh lại giới thiệu tiếp đến anh em một cặp loa Đức, cặp loa này của hãng ITT anh em nhé. Và cặp loa này thì đang trong tình trạng là chưa giật ê căng, zin nguyên bản, chưa được mở ra bao giờ. Anh em nào thích tò mò chúng ta có thể tự về chúng ta giật ê căng ra. Cặp loa này là một cặp loa nguyên bản và chúng ta có thể nhìn một cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Ê căng cước này anh em nhìn nhé. Và chất âm của ITT thì anh em biết rồi, nếu anh em nào mà yêu thích giải trên thì ở đây là một sự lựa chọn đáng để anh em chơi. Và đây là model là cặp loa ITT E150FA. Chúng ta có thể nhìn một cặp loa đẹp xuất sắc luôn, zin nguyên bản. Zin từ góc cạnh luôn anh em nhìn thấy chưa? Đây là model của loa anh em nhé, E150FA. Và công suất âm nhạc của nó là 50W và trở kháng của nó là 4 ohm và nó đáp ứng tần số từ 50 đến 25.000 Hz, tức là cặp loa này giải trên của nó cực kỳ xuất sắc. Made in Germany. Bên này cũng vậy anh em nhé, bên này cũng vậy. Anh em có thể nhìn này. Cặp loa chưa được giật ê căng ra bao giờ đâu, nhìn như vậy. Ni lông vẫn còn nguyên này, Việt Vinh chưa lau chùi, chưa dọn dẹp một cái gì cả. Vẫn để nguyên như vậy. Vấn đề nguyên và lên sóng giới thiệu đến anh em luôn. Đây là model của cặp loa E150FA, công suất âm nhạc 50W, trở kháng 4 ohm, đáp ứng tần số 50 đến 25.000 Hz của hãng ITT, made in Germany. Góc cạnh đẹp xuất sắc luôn. Và giá cặp loa này thì Việt Vinh bán thì giá rất là rẻ để anh em chơi anh em nhé. Một cặp loa rất là hay đấy anh em ạ. Giá còn rẻ hơn cả những cặp loa Nhật. Cặp loa này nó có kích thước chiều ngang là 23cm. Chiều cao của cặp loa này là 33cm. Và chiều sâu 17,5cm. Cặp loa này là cặp loa sở hữu 3 đường tiếng. Hiện tại thì anh em nào mà đang có những chiếc âm ly có công suất nhỏ mà chúng ta muốn tìm một cặp loa để chúng ta nghe trong không gian riêng tư của chúng ta, thì đây là một cặp loa mà rất thích hợp anh em ghép vào những chiếc âm ly đó anh em ạ. Một chất âm rất là chi tiết. Về dòng loa Đức thì anh em không cần phải suy nghĩ về chất âm của những cặp loa Đức rồi. Những cặp loa Đức nó cho một chất âm cực kỳ chi tiết và sạch sẽ. Nó không tối tăm như những cặp loa khác đâu anh em ạ. Dòng loa Đức là cái dòng loa mà tiếng của nó rất là sáng. Và đặc biệt thì cái giải trên của nó thể hiện là cực kỳ xuất sắc. Đây, chúng ta nhìn góc cạnh đẹp xuất sắc luôn. Di nguyên bản, chưa được giật ê căng đâu anh em nhé. Anh em về anh em tự giật ra nếu anh em thích khám phá. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa ITT. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt. Anh em nhanh tay với giá chỉ có 3.500.000 đồng. Một cặp loa có giá thành rẻ hơn cả những cặp loa Nhật. Và chất âm của nó thì vượt xa cái số tiền mà anh em bỏ ra. Và anh em nào yêu thích liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.